Đây là tàu bè đã cập bến rồi quý vị, để đón Tết thôi. Xong là sẽ lại xuất bến tiếp. Đây là đường Đào Duy Từ nè quý vị. Để làm đi ở bên phía bên tay phải một chút nữa, vòng lại ở phía ở đầu kinh kinh cục nè quý vị. Đường ở đây nhiều ổ gà quá quý vị. Đi hơi khó một chút. Đây là khu vực kinh cục qua chùa đó quý vị. À, khu phía trong này thì dễ đi hơn. Bác cho con hỏi cái khu kinh cục coi chùa là miên cái khu của mình ở đây luôn hả ba bác? Rồi coi cái voi là chỗ nào con không biết ta. Khu, kinh cục thì con biết nhưng mà cái voi chùa á. À vậy là con chạy vòng này qua bên kia được không bác? Không, cũng được mà xa lắm. Nó xuống Thành Yên rồi, chỉnh mình đẹp rồi. Vậy hả? Vậy là phải chạy một chút nữa tới đó. Chạy tới cái miễu nè, chạy tới cái miễu á, quẹo ra trường học. Rồi rồi vậy thôi con chạy tới đây một khúc rồi con vòng ngược lại. Dưới đây là đường về của dạ. Tà Niên rồi. À Tà Niên rồi không? Dạ. Rồi rồi con cảm ơn. Dạ. Đó là con của Tà Niên. Dạ. Một chút nó tới giáp ranh với Tà Niên thì Lâm sẽ xin dừng lại và quay ngược lại cái khu mà các bác có nói là khu voi chùa. Tại vì Lâm không có xác định được cái vị trí voi chùa ngay chỗ nào, nhưng mà khi mà nói như vậy là Lâm đã biết cái vị trí đó rồi.
những cái hoa mai nở rất là rộ, rất là đẹp. Khu thanh niên rồi. Đây những cái mai nở rất là rộ. Ở đây có cái những cái khu gọi là gãy khóm và gãy khóm và dừa nước đó quý vị, và giờ trồng dừa và cây cao, trồng trồng cao nữa, nhưng mà ở đây làm dừa thấy cao, chỉ thấy khóm dừa với dừa nước thôi. Và có thêm ruộng nè quý vị. Rồi Lâm xin dừng lại ở đây, đang quay tiếp ngược về hướng Kinh Cục nha quý vị. Rồi sau đây Lâm sẽ mời quý vị cùng Lâm đi xuống khu vực coi chùa nha quý vị. Đây là đường Đào Duy Từ, ở bên tay trái là cầu Kinh Cục đó quý vị. Đây là những cái khu vực đóng tàu trước đây, hồi trước tới giờ. Đường này là được mới sửa chữa lại. Không biết ở phía trong có sửa chưa, lúc trước Lâm đi thì vẫn chưa có sửa. Đường đã được sửa chữa một cách hoàn chỉnh rồi. Ở đây là thuộc phường Gạch Sỏi của thành phố Rạch Giá. Gạch Sỏi trước đây thì thuộc Châu Thành, nhưng mà sao Lâm không nhớ rõ lắm, nhưng mà sao là được tách về thành phố Rạch Giá đó quý vị. Đường này vừa mới được hoàn thành lại nè quý vị, nên nhìn nó khang trang hơn, đẹp hơn. Vậy Lâm không có xác định được cụ thể cái vôi chùa, nhưng mà khi mà được các bác ở đây chỉ dẫn thì Lâm biết được cái khu vực đó, và đồng thời là biết được cái chùa, thì Lâm có biết cái ngôi chùa đó. Xin quay phải một chút, rồi một chút nó sẽ xuống tới cái khu vực này sao nhớ quý vị. Đây là có ngôi chùa nè quý vị, để vô ngôi chùa trước nè. Đây là chùa An Hòa.
đây là khu vực bến phà xuống để qua ngoài kia sông, bên kia sông nè quý vị. Đây là đường xá đã được hoàn chỉnh mới rồi nè quý vị. Nhìn khang trang hơn, đẹp hơn trước đây rất là nhiều. Đây là đường Nguyễn Gia Thiều. Trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh thì nằm ở phía tay phải của chúng ta. Nhà nhà đều có những cái bông nhạn thọ để mà chim Tết đó quý vị. Ở dù giàu nghèo sang trọng gì đó đều có những cái khu những cái bông để mà chim Tết. Ở phía tay phải là có những cái sòng gọi là bài bạc một chút, nhưng mà Tết là phải có cái này một chút, chơi nhỏ thôi nhưng mà nó sẽ rất là vui cái dịp Tết. Còn chơi quá lớn thì sẽ có những cái tai nạn để xảy ra đó. Có một số cái xưởng đóng tàu ở nằm ở phía ở đây nữa nè quý vị.
đây là tới ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hòa Hiệp của huyện Châu Thành luôn rồi đó quý vị. Đây là khu vực xuống voi chùa nè quý vị. Đây có một ngôi chùa, bên kia là hồi nãy là một cái ngôi chùa, là sau này thôi, đây là ngôi chùa trước đó. Cho con xin quay một cái. Dạ không, con quay. Dạ. Chùa Tiên Ngọc. Ở đây có cây mai đẹp quá bác. Mai nó trăm ngoài năm hả? Dạ. Cây đó là đục. Mai nó trăm ngoài năm á. Cho con quay một cái. Cái đó là tỉa nó mua cái lâu rồi. Thấy cái góc không? Dạ. Giá đẹp quá trời luôn. Không phải cái góc nó có hình dáng nó có giá trị. Nó như tưởng tượng cái gì đó. Nó thấy cái gì đó mới chạy kiểu thấy cái hình dáng. Cây này mà bác để ở ngoài là bảo đảm có nhiều người hâm lắm. Dạ. Giống cây khế đó là cây khế của thằng công tử Bạc Liêu á. Dạ. Nó mua đi á. Ở trên Hà Nội nó đi tung ra bạn nó là 6 tỷ. Ai nhận năm. Cây khế trong nhà anh năm. Đây là chùa Bạch Thiên Hội đó quý vị. Ủa bác, mấy năm nay là anh thấy đỡ hơn năm rồi không bác? Đỡ sao không đỡ? Đó. Đây, bây giờ con bẻ cong lên. Dạ, bây giờ nó hiện đại luôn. Dạ. Cái này chúng ta gọn nó chút xíu cho con được ngồi một cái. Ngồi tự nhiên. Ở đây mình ở một cái chùa ở trên đường Nguyễn Dung Trực á. Nói chung là ở trong con thấy rất là toàn chữ tiều không ạ. Chùa ông Bổng.
bổn chứ gì. Chùa Hồng Bổn ở chỗ đường Gạch Giá. Dạ. Với lại cái trường ngày xưa là cái trường Minh Đức. Cái trường Minh Đức. Ờ. Còn là con thấy là trang trí gì vô con biết được. Ngày xưa nói không có nói không phải. Cái này ngày xưa. Không phải. Cái đó của Quảng Đông. Không phải, cái đó của nghề Minh Đức á. Trường Minh Đức ngày xưa. Trường Minh Đức là xưa. Bây giờ sau này là trường trường Nguyễn Du rồi sao sao bây giờ là trường Kim Đồng á. Là cái ở đó cũng thấy toàn là trang trí như vậy không? Đúng rồi, chỉ có trang trí cũng là nó nhưng mà nó là ok từ đường. Từ đường. Và một từ đường ở trong toàn là nói chung là hài cốt là nhiều. Hài cốt. Ở đó trường Nguyễn Du. Ở Nguyễn Du chắc á. Đường trường về trường Nguyễn Du à. Dạ trường Nguyễn Du sau này bây giờ là trường Kim Đồng á. Dạ. Kim Đồng. Dạ. Bây giờ đổi luôn rồi. Tại vì trường Nguyễn Du nó giờ xuống khu đường 3 tháng 2 rồi. Còn lại được trường Kim Đồng. Nó bây giờ cho con hỏi là khu vực voi chùa của mình ngày xưa chùa là nói về chùa này hay là nói cái chùa ở bên sông ạ? À? Kinh cục voi chùa á, kinh cục voi chùa, nếu mà chùa thì nói là chùa mình hay cái này chùa này á là hồi xưa người xóm người tiều ở đây nè chạy cưa. À chạy cưa. Ờ, đó là chùa bà. Chùa bà. Ờ. Nhưng mà nói là khu vực kinh cục voi chùa là nói về chùa này hay là chùa ở bên sông bác? Ở bên sông có một ngôi chùa nữa. Nói về kinh cục hướng về qua ra biển là chùa này. À là chùa bà. À chùa bà. Ủa mà con không biết là cái khu vực mà U Minh Mười ở ngoài kia là cũng là cái khu ngày xưa là nằm ở đây hết hả bác? Ở đây. Mà không biết sao là U Minh Mười nhá. U Minh Mười là cái tên. Sau này đặt tên đường. À đặt tên đường chứ không phải là trước đó có cái sự tích gì gọi là U Minh hay là gì đó. U Minh thì tuốt ở dưới á. Dạ chứ con thấy U Minh thì thứ 11 thứ ấy rồi. Nhưng mà tại sao cái đường ở kia gọi là U Minh Mười? Cái đó thứ 11 á, cho nó thứ 7 đi vô là thuộc về U Minh Thượng. Dạ. U Minh Hạ bên Cà Mau. U Minh không, tại vì cái tên ở đây có những cái tên giống như là con nói là cái đường tên là U Minh 10, không biết là có lý do gì để đặt là tên U Minh 10 hay không. Dạ. À, chẳng hạn như ở ngoài kia giống như cái đường cái tên đó, chẳng hạn như lấy tên của anh hùng dân tộc này kia thì mình cũng biết, nhưng mà ở đây U Minh 10 đó họ nói là một cánh quân. U Minh 10 đó là một tiểu đoàn. Tiểu đoàn U Minh 10. U Minh 10. À dạ, nên đặt cái đó hy sinh cái đó, bây giờ coi như cái U Minh 10 hiện tại giờ là không còn cái tiểu đoàn ở ngoài đời nữa. À dạ, hèn chi mới gọi là U Minh 10. Có tiểu đoàn đó hồi đó nó quýnh cái trận gì nó hy sinh rồi, coi như là nó hư luôn rồi, sao lại nó phải đổi lại 307. À tiểu đoàn 307. Ủa mình nói 307 207 nội 207. 207 à? 207. 307 của tỉnh đội. Cái đó là cái U Minh 10 đó, hồi đó là cái gì đó là cái tiểu đoàn của địa phương. Ừ. À, đánh cái trận đó là coi như là cũng dữ dội lắm, ác liệt lắm rồi, coi như là hy sinh rồi, coi như là cũng chặt chẽ đó. Rồi coi như là bỏ cái tiểu đoàn luôn, bỏ cái tiểu đoàn luôn. U Minh 10 là đó, kiểu là U Minh 10 đó là chết. Đính có U Minh 10 chết tại nhà, trước cửa nhà tắm sáng. Ba người thì nói là cái tiểu đoàn của là tỉnh Kiên Giang. Dạ. Để đi là nó con nó thành người rồi mới đặt cái tên đó là chính những cái tiểu đoàn. Dạ. Mày có gì hay không? Hả? Coi thử đi. Còn năm giờ có gì hay không? Chắc con xin mấy cái sau. Ông quá, mình được có 4 con. Mình 89 thì tháng 3 đó. Thì còn quay cái xăm. Đây là tục lại đầu năm nè quý vị. Xin xăm ha. Số xấu cầm bán không có được, ác gì đó. Có gì đó, đưa xin bán lại. Sao rồi, cho nào cứ buồn.